Chào tất cả các bạn, quay trở lại video tô màu của mình. Hôm nay chúng đang tô màu bức tranh về một chiếc bàn ăn nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu những quả cầu trước nha các bạn. Và mình sẽ đi tô màu thân cây nha các bạn.